Phẩm Quan Thế Âm Phổ Môn, 3 môn phân biệt: 1. Nói rõ dụng ý. 2. Giải thích tên phẩm. 3. Giải đáp thắc mắc. 1. Nói rõ dụng ý. Luận nói rằng, sức cứu nạn cho chúng sinh như hai phẩm Quan Thế Âm và phẩm Đà La Ni thị hiện. Quan Âm cứu nạn cho chúng sinh chưa phát tâm, khiến họ lìa các nỗi khổ, phát tâm trì kinh này. Đà La Ni cứu nạn cho những kẻ đã phát tâm trì kinh, khiến họ lìa khổ trì kinh. Thêm nữa, Quan Âm dùng ba thứ thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông và tha tâm thông để cứu hộ cho người trì kinh bị hoạn nạn. Trong phẩm Đà La Ni thì hai thánh, hai thiên, mười thần dùng minh chú để cứu hộ cho người trì kinh bị nạn. Thêm nữa, Quan Âm niệm nhân cứu nạn, Đà La Ni tụng pháp cứu nạn. Lực trì kinh đã lìa các nạn, nếu chẳng dùng phương pháp dễ cứu mà thêm vào thì sẽ khó tu nghiệp trì kinh. Cho nên đem cái công dễ mà giúp để thành tựu cái nghiệp khó, để khuyến khích việc trì kinh, cho nên mới có phẩm này. 2. Giải thích tên phẩm. Chữ có âm đọc là quan, lại có âm đọc là quán. Này theo âm đầu quan, quan có nghĩa là quan sát rồi dùng bi tuệ mà rủ lòng cứu giúp. Thế là thứ mang ý nghĩa có thể phá hoại, tức là thế gian, hữu tình, sinh tử. Âm chỉ âm thanh ngữ nghiệp của loài hữu tình. Thế gian hữu tình khởi lên âm thanh để quy niệm Bồ Tát. Bồ Tát dùng đại bi tuệ, rủ lòng thương mà quan sát, rồi tùy cơ ứng cứu, đó gọi là Quan Thế Âm. Đúng nghĩa thì phải gọi là quán tự tại. Nếu các chúng sinh ba nghiệp đều quy y, thì Bồ Tát lục thông ắt rủ lòng giáo hóa, chẳng phải đợi đến lúc họ bị khổ nguy cấp, rồi mới phóng xe đến cứu giúp. Làm người bạn chẳng mời mà đến làm thầy thuốc ứng bệnh, quyền lực ứng xử linh hoạt khôn lường, cho nên gọi là quán tự tại Bồ Tát. Như trên, phổ có nghĩa là bình đẳng khắp cả, môn là chỗ để từ đó mà ra vào. Các chúng sinh đã ba nghiệp quy y thì Bồ Tát lục thông ắt sẽ rủ lòng cứu giúp bình đẳng, chỉ cho họ nơi trốn để từ đó họ ra khỏi cảnh khổ mà đi vào cảnh vui, cho nên gọi là phổ môn. Ba thứ thần thông, ký thuyết, giáo giới là nơi trốn để lìa khổ, làm nhân do để nhập tịch, đó là các hình thái của phổ môn. Song người có khổ, phần nhiều phát ra âm thanh để quy niệm bậc đại bi, ắt ứng niệm mà đến cứu vớt, cho nên gọi là Quan Âm. Phẩm này thuyết minh rộng về điều ấy, cho nên gọi là phẩm Quan Thế Âm Phổ Môn. 3. Giải đáp thắc mắc. Hỏi: Bồ Tát đại bi quan sát thấy khổ thì cứu, tại sao lại phải đợi niệm rồi sau mới rủ lòng từ mẫn mà cứu giúp? Đáp: Nếu chúng sinh vô tâm mà Phật cứu thì đó là điều bậc đại thánh chẳng thông. Nếu chúng sinh tự mình phát ý mà cầu nguyện thì các thánh đều cùng giúp đỡ. Trước hết nhân ở tự nghiệp, rồi sau mới mượn đến duyên. Tự mình đã chẳng tu thì duyên làm sao mà khởi được, cho nên phải đợi họ quy niệm rồi sau mới cứu họ. Giả sử họ tự mình tu tập nhưng chưa hiểu phương tiện thì phải nhờ bạn tu chỉ bảo cho, thì cái khổ mới diệt được. Hỏi: Mọi Bồ Tát đều có năng lực này, cớ sao chỉ một mình Ngài Quan Âm bao trùm danh hiệu của các vị đó? Đáp: Vì bản nguyện chẳng giống nhau, lợi sự khác nhau. Quan Âm kế nghiệp Phật Vô Lượng Thọ sẽ làm Phật Bảo Quang Công Đức Sơn Vương, cho nên nêu riêng vị này. Kinh văn: Bấy giờ vô tận ý tới gọi tên là Quan Thế Âm, tán rằng toàn văn phẩm này chia làm 4 đoạn lớn. 1. Vấn đáp về danh nhân, nguyên nhân vì sao mà đặt tên như thế. 2. Vấn đáp về hóa hạnh. 3. Chỉ địa tán thán. 4. Kết thành lợi ích đương thời. Văn hai đoạn lớn đầu có tụng, trong đoạn lớn đầu có 3 phần. A. Hỏi về danh nhân, nguyên nhân của tên gọi. B. Đáp về tự nghĩa, nghĩa chữ. C. So đo công đức chỉ danh hơn kém ra sao. Đây là phần đầu. Vô tận ý, kinh A Sai Mạt nói tu hành đủ các thứ hạnh như lục độ, tứ nhiếp, vân vân, thể độ cho chúng sinh. Chúng sinh giới tận thì ý của Bồ Tát mới tận, chúng sinh chưa tận thì ý của Bồ Tát chưa tận, cho nên gọi là vô tận ý. Trong thập địa kinh dùng 10 câu giới tận mà làm thành các đại nguyện. 1. Nhất thiết chúng sinh giới tận. 2. Thế giới tận. 3. Hư không giới tận. 4. Pháp giới tận. 5. Niết bàn giới tận. 6. Phật xuất thế giới tận. 7. Như Lai trí giới tận. 8. Tâm sở duyên giới tận. 9. Phật cảnh giới trí nhập giới tận.
10. Thế giới truyền pháp luân, trí truyền giới tận. Câu đầu làm thành đại nguyện là: nếu như chúng sinh giới tận thì nguyện của ta mới tận. Như vậy, nếu chúng sinh giới bất tận thì nguyện của ta cũng bất tận. Cho đến câu thứ 9, Phật trí chứng nhập hết thảy cảnh giới đều tận. Câu thứ 10, truyền pháp luân, trí nếu truyền các pháp đều tận thì nguyện của ta cũng vẫn bất tận. Kinh Vô Cấu Xương nói rằng, tuy Đắc Phật đạo truyền pháp luân, nhưng chẳng bỏ đạo của Bồ Tát, đó gọi là Bồ Tát hạnh, cho nên vị Bồ Tát này tên là Vô Tận Ý. Tuy hạnh nguyện của các Bồ Tát đều giống nhau, nhưng các danh hiệu thì khác nhau vì bản nguyện khác nhau. Đó là vì muốn thuyết minh kinh này có thể khiến hạnh nguyện cũng đều vô tận. Hỏi về danh là muốn khiến dựa vào việc trì niệm danh hiệu Phật, danh hiệu Bồ Tát để mà dứt khổ. Hỏi về hạnh là muốn khiến tu hành để cầu vui. Kinh văn Phật bảo Vô Tận Ý tới đều được giải thoát. Tán rằng dưới là đáp về tự nghĩa có 3 phần. Phần đầu là ngữ nghiệp quy y, dùng thiên nhĩ thông mà xét tìm âm thanh, cứu khổ. Phần 2 là đoạn từ nếu có chúng sinh nào nhiều lòng dâm dục, trở xuống là ý nghiệp quy y, dùng tha tâm thông mà quán tâm, cứu khổ. Phần cuối là đoạn từ nếu có nữ nhân nào muốn cầu sinh con trai, trở xuống là thân nghiệp quy y, dùng thiên nhãn thông mà quán sát, cứu khổ. Phần đầu này lại có 3 ý. Một, ý đầu, nêu chung nếu có khổ mà niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thì liền được giải thoát. 2. Ý hai, nêu riêng nếu có tai ách mà niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thì đều được giải thoát. 3. Ý ba, kết luận bảo rõ uy thần cao vời vợi như vậy. Đây là ý đầu, tức là 3 đường 8 nạn hết thảy khổ nạn chỉ cần như pháp lâm quy mệnh là tránh khỏi hình phạt 7 ngày. Như tế hoan quy y là thoát khỏi cái họa ba giao. Du Già Luận quyển 9 nói nghiệp có hai loại. A. Định dị thục nghiệp, nghĩa là cố tư nghiệp hoặc tạo tác hoặc tăng trưởng. B. Bất định dị thục nghiệp, nghĩa là cố tư nghiệp đã tạo tác mà chẳng tăng trưởng. Luận trên quyển thứ 89 nói các nghiệp đã tạo tác dù chẳng tăng trưởng, nhưng nếu không hối hận, chẳng tu đối trị, vẫn còn phải thụ quả thì gọi là tăng trưởng nghiệp. Nếu hối hận vân vân thì gọi là bất tăng trưởng nghiệp. Hoặc trước kia là tăng trưởng nghiệp, nay do hối hận vân vân thì gọi là bất tăng trưởng nghiệp. Như vị sinh oán tức A Xả Thế, lúc trước khi chưa hối hận gọi là tăng trưởng nghiệp, sau khi đã hối hận rồi thì gọi là bất tăng trưởng nghiệp. Luận trên quyển 60 nói rằng căn cứ vào tình trạng chưa được giải thoát mà kiến lập ra định thụ nghiệp. Nói giải thoát có nghĩa là thế đạo phục đoạn, cho đến đắc thánh thành bậc vô học vân vân, tức là chưa nhập Phật pháp như trong kinh Niết Bàn thì gọi là quyết định nghiệp. Nếu nhập Phật pháp thì gọi bất định nghiệp. Đối pháp luận quyển 7 nói có 5 cố tư tạo. 1. Tha sở giáo sắc, sự dạy bảo ép buộc của người khác. 2. Tha sở khuyến thỉnh, sự khuyến khích mời mọc của người khác. 3. Vô sở liễu tri, không hiểu biết gì. 4. Căn bản chấp trước, chỉ các nghiệp do ba độc che lấp bản tâm hăng hái chấp trước khởi lên. 5. Điên đảo phân biệt, nghĩa là cho đó là thủ thắng vô tội mà sở hành ác nghiệp. Trong 5 loại này, 2 loại cuối hoặc khởi tác hoặc tăng trưởng chẳng phải là chẳng thụ dị thục kỳ tư nặng, còn 3 loại đầu chỉ có khởi tác mà chẳng tăng trưởng, không hẳn là phải thụ dị thục kỳ tư nhẹ. Đây nói tác có nghĩa là khởi tác các nghiệp khiến chúng hiện hành. Tăng trưởng có nghĩa là khiến tập khí dần dà tăng trưởng. Do đây chỉ nói về cố tư nghiệp nên chỉ có 5. Nhưng dù già quyển 9 nói trừ 10 loại ra, số còn lại đều gọi là cố tư. 10 loại đó là 1. Mộng, 2. Vô tri, 3. Vô cố tư, không cố ý nghĩ tới. 4. Bất lợi bất sổ, không cho là lợi, không hề đếm xỉa. 5. Cuồng loạn, 6. Thất niệm, 7. Phi nhạo dục, chẳng phải ưa muốn, 8. Tự tính vô ký, 9. Hối sở tổn do hối hận mà giảm đi, 10. Đối trị sở tổn do đối trị mà giảm đi. Trừ 10 loại này ra, số còn lại đều tăng trưởng, đó tức là điều mà Du Già Quyền 9 đã nói, tăng trưởng nghiệp có 6 loại vậy. 10 loại bất tăng và 6 loại tăng trưởng ở đó chẳng vượt 3 bất tăng và 2 tăng trong đối pháp. Tách ra hay hợp lại là căn cứ phần vị nhiều ít vậy.
Đối pháp còn nói quyết định có ba: một, tác nghiệp quyết định do nghiệp lực cũ, cảm quyết định thân. Ở trong lần sinh này ác tạo nghiệp này, kỳ hạn quyết định chẳng hề sai vượt, thần lực của Phật vân vân cũng chẳng thể cứu được. 2. Thụ dị thục quyết định, tức thuận định thụ nghiệp, quả nhất định sẽ thụ, nhưng thời chưa định. Chẳng thế thì Phật xuất thế, nhã ra sẽ không có chúng sinh nào ác tạo ác. 3. Phần vị quyết định là thuận ba thời phần vị định nghiệp. Nếu nghiệp đạo nhiếp thu thì gọi là thuận định nghiệp. Gia hạnh và hậu khởi thì chung cho cả định nghiệp và bất định nghiệp. Thêm nữa, chưa hối hận, chưa đối trị vân vân thì gọi là quyết định nghiệp. Đã hối hận, đã đối trị vân vân thì gọi là bất định nghiệp. Du Già quyển 10 nói về ba nghiệp: A. Thuận hiện, B. Thuận sinh, C. Thuận hậu thụ nghiệp. Du Già quyển 60 nói về bốn nghiệp: 1. Dị thục định, 2. Thời phân định, 3. Nhị câu định, 4. Nhị câu bất định. Duy Thức cũng nói về bốn loại gồm ba thời và bất định. Hiển Dương quyển 9 nói về năm loại, đó là ba loại thuận ba thời, thụ báo định, tác nghiệp quyết định. Đều giống như Du Già quyển 9 phần toát yếu đã nói, vì ngại rườm rà nên tạm dừng. Cho nên niệm Quan Âm sẽ thêm được duyên lành, tự tâm hối lỗi biết hổ thẹn thì thoát khỏi mọi khổ não. Cũng có chỗ giải thích rằng bất tăng trưởng nghiệp và bất định nghiệp có thể chuyển diệt được, còn tam thời quyết định nghiệp và báo định thời bất định nghiệp thì chỉ có thể khiến giảm nhẹ, chẳng phải là khiến hoàn toàn diệt tận. Kinh Kim Cương Bát Nhã nói rằng tội nghiệp đời trước lẽ ra phải đọa vào đường ác, nhưng do chỉ kinh mà bị người coi rẻ thì tội nghiệp đời trước liền được tiêu diệt và sẽ được bổ đề, chẳng nói rằng hoàn toàn diệt. Thêm nữa, trong kinh Hiền Ngu Vương Quật Ma La, tuy đắc A La Hán nhưng vì hiện nghiệp có quả báo cho nên bị lửa thiêu, còn nói thành Ca Tỷ La chỉ trừ một đứa con nít, ngoài ra tất cả nam nữ đều là thánh nhân sơ quả, lẽ ra chẳng đáng bị vua Lưu Ly kia giết hại, thế mà quyết định tạo nghiệp ấy ngay Phật cũng chẳng thể bài trừ được, huống hồ là lại phải thụ quả báo tại quả vị giải thoát mà còn nghiệp thì gọi là bất định. Đó là y vào bất định nghiệp mà nói, đây thì chẳng thế. Nếu đắc A La Hán thì mọi điều bất thiện đều hết, vậy còn nghiệp gì mà thụ quả? Tại hai quả vị đầu, những điều bất thiện chưa hết hẳn, chẳng ngăn được quả báo kia, thế thì ngại gì mà chẳng thụ? Trong kinh Bát Nhã chẳng nói là diệt tận, mà chỉ nêu lên cái vi diệu mầu nhiệm của tâm, nghĩa là nếu trí thành khẩn thiết thụ trì kinh đó thì nhất định chẳng thụ báo. Nếu chẳng thế thì ngũ vô gián tội đều là quyết định nghiệp. Thế thì vua vị sinh oán, làm sao mà sau khi hối lỗi rồi lại hết thảy chẳng thụ quả báo? Thập Địa Luận nói: một là cảm báo định, hai là tác nghiệp định, ngay đến uy thần của chư Phật cũng chẳng thể truyền được. Nói tự mình chẳng phát tâm hối hận hổ thẹn, chẳng nhập thánh đạo thì đó là nghiệp quả quyết định, chẳng phải là đã hối hận hổ thẹn rồi mà vẫn còn gọi là định nghiệp ư? Kinh Pháp Cú nói: không có nơi nào dù ở trên không hay ở dưới biển hoặc vào trong núi đá mà thoát được nghiệp khỏi bị nạn. Căn cứ theo đó thì nếu đã tạo tội rồi mà lại chẳng gặp Phật, gặp Bồ Tát vân vân để rồi khởi tâm hối hận hổ thẹn và nhập đạo thì dứt khoát là bị nghiệp báo. Do đó mà cái nghiệp báo sai biệt nói rằng nếu nghiệp là do tăng thượng tâm khởi tác thì không còn biết hổ thẹn, đã khởi tác rồi còn tạo tác nữa, không có tâm hối cải, thế thì nghiệp ấy là quyết định. Nếu nghiệp chẳng phải là do tăng thượng tâm khởi tác thì tuy làm nghiệp ác trong lòng vẫn luôn luôn hổ thẹn, thế thì nghiệp ấy bất định. Chỉ cần biết rằng các nghiệp được tổn giảm điều phục mà chẳng phải do hối cải cũng chẳng phải do phát lộ thì khả năng thụ quả được giảm, nghĩa là sẽ không còn phải thụ quả nữa. Song kinh nói rằng chỉ man lúc đến quả vị A-la-hán mà còn phải thụ nghiệp báo, đó là vì lúc ấy vị đó vẫn còn trụ ở phàm vị và ở hai quả vị đầu, thân hiện tại bấy giờ nhất định sẽ đắc A-la-hán. Đó là nói sẽ được danh hiệu đó, chẳng phải là lúc thụ quả báo gọi là A-la-hán. Hơn nữa, nếu gặp duyên lành thì phải tự phát tâm hối hận hổ thẹn, nhập thánh đạo thì tội nghiệp mới được diệt trừ. Tuy gặp duyên lành nhưng không có tâm hối hận hổ thẹn cũng chẳng phải nhập thánh đạo, thì dù ngay đến chư Phật cũng chẳng thể chuyển nổi. Họ thích ở thành Ca Tỷ La bị giết
là vì tuy đắc sơ quả nhưng biệt báo nghiệp tại sơ quả vẫn chẳng được trừ. Hơn nữa, lại chẳng phải là do đã được nghe Pháp Đại Thừa, thâm tâm thành khẩn hối hận hổ thẹn, cho nên phải thụ nghiệp báo trước kia. Nếu như đã được nghe Đại Thừa, thâm tâm thành khẩn hối hận thì cũng chẳng bị giết. Đắc A-la-hán thì dứt khoát chẳng thụ báo, nếu có bị giết thì cũng chẳng phải là do nghiệp quả. Chẳng thế thì chỉ man, giết người, chỉ còn thiếu một mạng là đầy 1.000, cớ sao lại đắc thánh quả được nếu không hối hận hổ thẹn, không điều phục đoạn trừ tiêu diệt các tội nghiệp, thì chúng sinh sẽ không bao giờ được thụ thánh quả. Do đó nên biết rằng, lúc mới thuyết về làm điều thiện, thì chủ yếu phải giống như kinh Niết Bàn luận Du Già đã dẫn. Kinh văn: nếu có người trì tới gọi tên là Quan Thế Âm, tán rằng dưới là ý thứ hai, nếu riêng những ai gặp ách nạn, nếu xưng tụng danh hiệu Quan Âm thì đều được thoát. Có 7 đoạn chia làm 2 phần. 3 đoạn đầu nói về 3 thứ tai họa, lửa, nước, gió. 4 đoạn sau nói về tạp tai, đây là phần đầu. Hỏa tai lửa cháy thì dù to hay nhỏ đều gây tổn hại, nhưng nếu niệm danh thì hết thảy chẳng cháy. Thủy tai lũ lụt, nếu nước sâu mới có thể gây tổn hại, cho nên niệm danh sẽ được ở chỗ nông. Phong tai bão giông thì nếu gió nhẹ sẽ chẳng tổn hại, gió mạnh mới gây thiệt hại. Hắc phong gió dữ ắt sẽ gây thiệt hại cho người. Bởi vậy cho nên đã nói riêng về việc gặp loại gió này, nếu gió chẳng phải là hắc phong thì nào có tổn hại gì. Trong đoạn nói về phong tai có 4 mục: 1. Đi tìm châu báu mà gặp phong tai. 2. Người thiện bảo niệm danh. 3. Tránh được tai nạn. 4. Nguyên nhân của danh hiệu ấy. Thuyền nghĩa như chu, chữ có hai âm phảng và phang. Ngọc Thiên giải thích đó cũng là một loại thuyền, ghép hai thuyền lại thì thành phảng thuyền đôi. Kinh văn: nếu lại có người tới liền được giải thoát, tán rằng đây là 4 tạp tai. 1. Hình phạt chẳng tổn thương. 2. Phi nhân chẳng hại được. 3. Bị tù giam tra tấn đều thoát được. 4. Giặc thù chẳng hại được. Nữ là cùm tay, giới là cùm chân, tức là gông cùm, gông bằng gỗ ở cổ, gọi là già, xiềng bằng sắt ở cổ, ở lưng gọi là tỏa. Chữ kiểm có nghĩa là bắt bớ tra tấn xét hỏi. Chữ rào vốn nghĩa là so đọ, so sánh, ở đây có nghĩa là tra xét. Chữ hạ nghĩa là trói buộc, đây nghĩa là tù ngục giam hãm. Chí Độ Luận nói rằng, giống như gió chẳng lọt vào chỗ đặc, như nước chẳng chảy ngược lên chỗ cao, như hư không chẳng bị tổn hại, không có nghiệp báo, cũng giống như vậy. Vô tội thì làm sao mà tự dưng lại bị tù hãm tai ương? Đây là căn cứ vào hiện tại chẳng làm thì gọi là vô tội, chứ chẳng phải là trước kia chẳng làm. Bài tụng về hỏa trạch nhà lửa nói rằng, người phỉ báng kinh hoặc mắc tội khác, phản nghịch cướp bóc, ăn trộm ăn cắp, các tội như vậy ắt bị tai ương. Do trước kia báng kinh cho nên biết là có tội. Trong mục giặc thù chẳng hại được có 4 ý: 1. Trải qua chốn nguy nan. 2. Khuyên niệm hồng danh. 3. Vâng mệnh. 4. Giải thoát. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Phật bảo kiên ý: có một loại cây thuốc gọi là cây diệt trừ. Lúc đại quân chiến đấu có vô số người bị trúng tên độc. Bây giờ lương y mang cây dược vương đó để bôi lên mặt trống, rồi đem cua vang lên ở giữa mọi người. Thế là trong cùng một lúc vô số tên độc liền được tự nhổ ra. Vì chư Phật Bồ Tát trụ ở Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội Lực, cho nên nếu có người nào xưng tụng danh hiệu tưởng niệm tới các ngài thì vô lượng tội cấu sẽ tự nhiên trừ diệt. Ví như một loại đề hồ có khả năng làm cho khỏi các hoạn nạn. Kinh văn: vô tận ý tới vòi vọi như vậy, tán rằng đây là kết luận bảo rõ thần uy. Nguy nguy, đồ sộ, to lớn, vòi vọi. Kinh văn: nếu có chúng sinh tới thưởng nên tâm niệm, tán rằng đây là ý nghiệp quy y, dùng tha tâm thông mà quan sát tâm để cứu vớt. Có hai, đầu tiên quan sát tâm ý, sau đó kết uy thần. Tạm nêu ba độc chứ chẳng phải chỉ có trường ấy, vì hết thảy phiền não, niệm đều diệt cả. Kinh văn: nếu có nữ nhân tới danh hiệu Bồ Tát, tán rằng đây là thân nghiệp quy y, dùng thiên nhãn thông mà quán sát để cứu vớt. Có hai mục, đầu tiên là quan sát hai thần nghiệp, sau đó là kết luận về phúc, khuyên hãy tu trì. Chẳng phải chỉ có ngần ấy nghiệp, nhưng tạm theo tâm lý chung mà nêu ra. Kinh văn: vô tận ý tới phúc đức lợi ích như thế,
Tán rằng đây là phần thứ ba so sánh công đức hơn kém của việc trì danh, có bốn mục: một hỏi, hai đáp, ba thành, bốn kết. Bản luận so sánh 62 ước hằng hà sa Phật, còn kinh này thì lại nói là 62 ước hằng hà sa Bồ Tát. Về điểm này có hai cách giải thích. Một cách thứ nhất nói rằng kinh đúng luận sai, Bồ Tát thì so sánh với Bồ Tát sao lại được đem Phật mà so với Bồ Tát, chỉ được như trong kinh Thập Luân đem Địa Tạng so với Di Lặc Văn Thù Quan Âm mà thôi, cũng chẳng so với chư Phật. Nếu chẳng thế thì công đức của Phật ắt hẳn là ít hơn Bồ Tát sao? Hai, cách thứ hai nói rằng theo luận cũng không sai, Ngài Quan Âm từ lâu đã thành Phật, nhưng vì chẳng xả bỏ hạnh Bồ Tát cho nên thị hiện thành Bồ Tát, sao mà chẳng so với Như Lai được. Chỉ như khi Quan Âm thành Phật thì công đức quốc độ cũng thủ thắng như Phật Vô Lượng Thọ, hết thảy Phật thân há lại có chuyện hơn kém ư? Cho nên biết đó chỉ là lời khuyến tín, tuy trong kinh là so với Bồ Tát mà luận giải thích thành so với chư Phật cũng không hề có lỗi gì, cả hai đều không sai. Luận giải thích về thành tựu có hai thứ: một tín lực, hai tất cánh trí, trí tuệ chốt giáo. Một tín lực có hai: một cầu cho thân ta có được tất cánh tín như Quan Âm, có nghĩa là cầu cho 62 ước hằng hà sa Phật thân của ta được như Quan Âm, tín tâm không khác. Thánh số sở cầu tuy nhiều ít khác nhau nhưng công đức không khác, vì nguyên nhân là cái tâm bình đẳng. Hai, sinh tâm cung kính, cầu sao ta rốt ráo cũng sẽ được công đức như vị đó, có nghĩa là cầu sao có được trí tuệ công đức như bản thân Quan Âm kia thành Phật đã lâu, ta 62 ước hằng hà sa Phật thân cũng rốt ráo sẽ được công đức như chư Phật này, vì tin tưởng công đức của Phật Bồ Tát chẳng khác gì nhau. Hai thứ này là tín lực, thoạt đầu chẳng quán cảnh nhiều ít hơn kém, chỉ có tín tâm bình đẳng như nhau. Sau đó quán cảnh nhiều ít tuy có khác nhau, nhưng công đức không hề khác nhau, tín tâm cung kính cũng không có hai, cho nên phúc không khác nhau. Hai, tất cánh trí, có nghĩa là quyết định biết rõ pháp giới, đây là do Quan Âm đã đắc tất cánh trí pháp giới, cho nên không khác gì Phật, có thể chứng được pháp giới bình đẳng vô nhị, cho nên thành phúc bình đẳng với Phật. Pháp giới tức là pháp tính, Bồ Tát nhập sơ địa có thể chứng được thân bình đẳng giống như tất cả Phật Bồ Tát, huống chi là hàng thập địa mãn túc. Thân bình đẳng nghĩa là pháp thân chân như, bởi vậy thụ trì danh hiệu Quan Thế Âm, công đức sẽ không khác gì công đức của việc thụ trì danh hiệu 62 ước hằng hà sa Phật. Chẳng thế thì Bồ Tát há lại hơn Phật ư? Thạm đem bấy nhiêu để tán thán rồi khuyến khích phát tâm. Kinh Thập Luân quyển nhất nói: giả sử đối với hằng hà sa số các vị đại Bồ Tát thuộc bậc thượng thủ như các ngài Di Lặc, Diệu Cát Tường, Quán Tự Tại, Phổ Hiền, vân vân, trong cả trăm kiếp trí tâm quy y xưng danh niệm tụng lễ bái cúng giảng cầu các điều sở nguyện thì cũng chẳng bằng có người chỉ trong khoảnh khắc một niệm trí tâm quy y xưng danh niệm tụng lễ bái cúng giảng Địa Tạng Bồ Tát cầu các điều sở nguyện chóng được thỏa mãn. Hơn nữa, đối với những người có duyên trong chúng sinh đời mạt như vậy, có những điều họ nên nghe, bởi vậy nên mới tán thán riêng Ngài Quan Thế Âm. Chẳng thế thì hóa ra Bồ Tát còn hơn cả Phật và các Bồ Tát ngôi vị ngang nhau mà lại có sự hơn kém sao? Kinh văn vô tận ý tới sự ấy thế nào? Tán rằng dưới là đoạn lớn thứ hai hỏi đáp về hóa hạnh, có bốn mục: một hỏi, ba hiến dâng, hai đáp, bốn kết luận. Bảo rõ đây là mục đầu. Du nghĩa là hóa lợi, tức là thần thông thuyết pháp cho chúng sinh, là giáo hóa lợi tha, lực phương tiện, là chỉ hai loại trên, tức là khéo léo vận dụng trí tuệ ứng với tâm của chúng sinh để mà cứu vớt. Kinh văn Phật bảo tới mà thuyết pháp cho, tán rằng dưới là mục hai, đáp có ba phần. Phần đầu thân hóa thuyết pháp, phần hai kết luận về phần trước khuyến khích bảo ban, phần cuối có thể cứu được hoạn nạn nguy cấp, đây là phần đầu. Tổng cộng có 19 loại, phần làm 8 hạng: 1 ứng thánh thân có 3 loại, 2 ứng thiên thân có 6 loại, 3 ứng quân thần của tôi có 5 loại. Tâm bình tính thẳng, nói năng thật thà, hành động đôn hậu, sống lâu nhiều của, đó gọi là trưởng giả, giữ đạo điềm đạm, ít dục tích đức thì gọi là cư sĩ.
ở ngôi trị người gọi là quan tè. 4. Ứng tứ chúng có một loại. 5. Ứng phụ nữ thân có một loại. 6. Ứng đồng nam đồng nữ có một loại. 7. Ứng bát bộ có một loại. 8. Ứng chấp kim cương thần có một loại. Tay cầm chải kim cương là một loại hình tượng khác của Quan Âm. Kinh văn vô tận ý tới thí vô úy. Tán rằng đây có hai, một kết luận về phần trước rồi khuyến khích bảo ban. Hai, có thể cứu giúp hoạn nạn nguy cấp. Đàn độ tức bố thí có ba loại. A. Tài thí. B. Vô úy thí. C. Pháp thí. Thuyết pháp là pháp thí. Cứu giúp lúc hoạn nạn tức là vô úy thí. Khiến được châu báu vân vân đó là tài thí. Kinh văn vô tận ý tới tháp Phật Đa Bảo tán rằng đây là mục thứ ba hiến dâng, có bảy ý: một, bạch Phật; hai, hiến dâng; ba, Quan Âm chẳng nhận; bốn, bẩm bạch thỉnh nhận; năm, Phật bảo phải nhận; sáu, Quan Âm nhận lấy; bảy, chuyển thí cúng dường. Vì phúc điển khó gặp, vì thí thuận đạo lý, vì là chân chính hạnh để cầu bồ đề, cho nên gọi là pháp thí. Quan Âm chẳng thụ vì có ba lẽ: A. Thiểu dục. B. Pháp nghĩ. Phép phải như thế. C. Chuyển thí. Sợ trái với tâm ấy, bởi vậy chẳng thụ. Kệ trong Đại Trang Nghiêm Luận nói rằng, nếu xòe tay bố thí, tay ấy gọi nghiêm thắng. Người nhận dù tay lại, nghiêm thắng còn hơn thế. Nếu nói tôi thí cho, lời ấy giá khôn lường. Người nhận nói tôi đủ, còn khó lường hơn thế. Trong kinh Thiền Thỉnh Vấn, Đức Phật cũng nói rằng người bố thí gọi là người được lợi, người nhận bố thí gọi là người mất lợi, cho nên Bồ Tát chẳng chịu nhận, nhưng vì thương tứ chúng mà phải nhận, một là để khiến họ tùy hỷ, hai là để khiến họ học hành, trừ khỏi khổ não, cho nên nói là thương xót họ. Kinh văn vô tận ý tới thế giới Sa Bà tán rằng đây là mục thứ tư kết luận bảo rõ. Kinh văn bấy giờ tới gọi là Quan Thế Âm tán rằng dưới là trùng tụng về hai nghĩa danh hạnh nói trên, chia làm hai phần. Một tụng đầu hỏi 25 tụng sau đáp. Đây là phần đầu chỉ hỏi về nguyên nhân đặt tên, nhưng đáp cả về hóa hạnh. Kinh văn đấng đầy đủ tướng tốt tới diệt đường các cõi khổ tán rằng dưới là 25 tụng tụng về Phật Bảo, trong chia làm 4 phần. Một, phần đầu gồm 3 tụng nêu chung hứa thuyết. 2. Phần 2 gồm 12 tụng chính thức giải đáp về nguyên nhân đặt tên. 3. Phần 3 gồm 3 tụng giải đáp về hóa hạnh. 4. Phần cuối gồm 7 tụng tán thán công đức, khuyên hãy quy y. Phần đầu này chia làm 3. Một tụng đầu thuật lại lời Phật đáp ứng với các phương sở mà thuyết về cả hai thứ danh và hạnh. Một tụng kế bàn về nhân hành trước kia phát nguyện gặp duyên, nhiều kiếp tu hành hạnh bất tư nghị. Một tụng cuối hứa sẽ trình bày cho về danh hạnh, những thứ đã tưởng kinh qua tay mắt tâm niệm không sai, nhất định có thể diệt được khổ. Kinh văn giả sử có ý hại tới tức thời bị tiêu tan. Tán rằng đây là 12 tụng chính thức giải đáp về nguyên nhân đặt tên, chia làm 9 phần. 1. Một tụng về trừ hỏa tai. 2. Một tụng trừ thủy tai. 3. Hai tụng trừ nạn núi. 4. Hai tụng trừ nạn dao. 5. Một tụng trừ nạn bị bắt bớ giam cầm. 6. Một tụng trừ nạn chửi rủa. Chữ chú nghĩa như chữ chúc, có nghĩa là nhủ bảo. Dùng lời thiện hay ác mà nhủ bảo lẫn nhau thì gọi là chú. Chữ chớ có nghĩa như chữ trở, trong từ trở ngại, khiến người ta hành sự bị trở ngại, bị hạn chế bởi lời nói. Có bảng viết là tứ. Chữ này có nghĩa như chữ tước, nghĩa là nhai, chẳng phải là nghĩa ở đây. Như thầy thuốc giỏi thoạt đầu phải làm cho bệnh phát ra, rồi sau đó chữa cho khỏi bệnh. Cho nên thoạt đầu phải tác động vào bản thân người đó, rồi sau mới khiến người đó phát ra ý tốt. 7. Một tụng trừ nạn phi nhân. 8. Hai tụng trừ nạn ác thú. 9. Một tụng trừ nạn thiên tai, mây nổi, sấm. Sấm động Tây Vực gọi là tiếng mây xòe chớp. Phương này giải thích là âm dương kích động nhau mà lòe sáng. Thích danh giải thích chữ xiết có nghĩa là dẫn, điện nghĩa như chữ điển. Ý nói vừa mới lóe ra đã biến mất ngay, người quan trung gọi là tiễn điện, người ngô gọi là sấm đạn. Chữ trên chỉ chữ đọc là tiễn, chữ dưới chỉ chữ đọc là điện, chữ bão mưa đá. Trịnh Huyền giải thích lễ ký nói rằng
khí dương làm mưa, khí âm uy hiếp nó ngưng kết lại mà thành mưa đá. Kinh văn: chúng sinh bị khốn ách tới khiến dần dần diệt hết, tán rằng đây là giải đáp về hóa hạnh. Một tụng nêu chung về việc trừ khổ, một tụng về khả năng thị hiện thành các thân, một tụng nêu riêng về việc trừ khổ. Kinh văn: chân quán thanh tịnh quán tới, vậy nên cần đảnh lễ, tán rằng đây là bảy tụng cuối tán thán công đức, khuyên hãy quy mệnh trong chia làm 6 phần. Một tụng nêu ngũ quán, khuyên hãy phát nguyện thường xuyên chiêm ngưỡng, có bản viết chữ thường, lầm thành chữ đương. Thế là sai, vì hiện thường nguyện điều đó chứ chẳng phải là đương bắt đầu nguyện. Hai, một tụng nói rõ đại trí diệt được tai nạn. Ba, một tụng nói rõ pháp lý có thể trừ được phiền não. Đại bi chế giới tự nhiên sấm vang, có nghĩa là cái biến động có tác dụng cảnh cáo. Phường ngôn gọi là giới bị, phòng bị, chữ giới cổ văn viết là giới dân bảo. Tử ý che khắp giống như đám mây lớn mầu nhiệm, có bản chép là tử âm, đó là chép sai, vì tiếng phạm là mai đát lị mạt na. 4. Một tụng về vô ý thí có thể trừ được bố ý. 5. Một tụng nói rõ tài thí có thể trừ được nghèo khổ, giống như thủy triều ở biển nhất định có thể diệt được các nỗi khổ đúng lúc cần thiết, do thượng quán khởi niệm. Đây có năm âm, diệu âm cho vui, quan âm cứu khổ, phạm âm thâm tịnh, triều âm đúng lúc, thắng âm xuất thế. 6. Hai tụng cuối khuyến niệm khuyến lễ, vì lễ có thể diệt khổ ách. Kinh văn: bấy giờ chỉ địa tới công đức chẳng ít, tán rằng đây là đoạn thứ 3 trong phẩm nói về chỉ địa tán thán. Ở đây luận nêu hai môn: 1. 10 pháp chỉ địa tam muội, 2. 10 loại tự tại. 1. 10 pháp chỉ địa tam muội, theo kinh Bảo Vân, Bồ Tát có 10 pháp gọi là chỉ địa tam muội. 1. Như đất kia rộng lớn vô lượng vô biên, Bồ Tát cũng thế, công đức trí tuệ trang nghiêm, nguyện hạnh vô lượng vô biên. 2. Như đất kia là nơi chúng sinh nương tựa vào, ai nấy tùy theo ý muốn đều được cứu giúp, chu cấp, đều được vừa ý, không trở ngại gì. Bồ Tát cũng thế, thực hành lục độ mọi thứ đều cho chúng sinh, tâm không ngần ngại. 3. Như đất kia không hề có chuyện yêu ghét, chúng sinh chút đổ bất cứ thứ gì lên đất để báo đáp lại, đất cũng chẳng mừng chẳng giận. Bồ Tát cũng thế, dưỡng dục chúng sinh chẳng mong báo đáp. 4. Như đất trời đổ mây mưa thì đất đều tiếp thu cả, đều duy trì được. Bồ Tát cũng thế, hết thảy chư Phật nổi mây đại bi, đổ mưa phá vũ thì Bồ Tát có thể tiếp thu, duy trì được tất cả, đúng như lời Phật thuyết. 5. Như đất kia là nơi mà hết thảy cỏ cây rừng rú cùng chúng sinh đi đứng nằm ngồi thảy đều nương tựa vào đó. Bồ Tát cũng thế, hết thảy xu hướng tu hành hướng thiện của chúng sinh, nhị thừa học pháp, niết bàn đều nhân Bồ Tát mà có. 6. Như đất kia, mọi chủng tử phải dựa vào đó mà sinh trưởng. Bồ Tát cũng thế, hết thảy chủng tử thiện nghiệp của trời người đều dựa vào Bồ Tát mà được sinh trưởng. 7. Như đất có thể sản xuất ra mọi thứ báu, Bồ Tát cũng thế, công đức thiện bảo, hết thảy mọi thứ là cụ của chúng sinh đều do Bồ Tát mà ra. 8. Như đất sản xuất ra các thứ thuốc thần diệu có thể chữa khỏi các bệnh, Bồ Tát cũng thế, có thể sản xuất ra mọi thứ pháp dược có thể trừ được hết thảy mọi bệnh phiền não. 9. Như đất kia gió chẳng lay động được, ruồi bọ ong bọ cạp chẳng thể làm tổn hại được, Bồ Tát cũng thế, hết thảy mọi duyên nội ngoại bước não chẳng thể quấy rối nhiễu loạn được. 10. Như đất kia sư tử gầm giống, long tượng sấm sét chẳng thể làm cho kinh sợ được, Bồ Tát cũng thế, hết thảy 95 loại ngoại đạo đều chẳng động đến được. Đủ 10 sự ấy thì Bồ Tát được gọi là chỉ địa tam muội, vì đắc chỉ địa tam muội cho nên gọi là chỉ địa, hoặc là tu chỉ thập địa thì gọi là chỉ địa. 2. 10 loại tự tại. Nói về tự tại thì Nhiếp Luận và Kinh Hoa Nghiêm đều thuyết có 10 loại. Kinh Hoa Nghiêm nói: một, thọ tự tại vì vô biên kiếp trụ; 2. Tâm tự tại vì xuất vô số định nhập thâm trí; 3. Trang nghiêm tự tại vì có thể trang nghiêm được mọi cõi đất, Nhiếp Luận gọi là chúng cụ tự tại; 4. Nghiệp tự tại vì tùy thời mà thụ báo; 5. Sinh tự tại vì thể hiện sinh ra ở mọi cõi; 6. Giải thoát tự tại vì thế chư Phật đầy khắp mọi cõi, Nhiếp Luận gọi là thắng giải tự tại; 7. Dục tự tại vì thành bồ đề vào bất cứ lúc nào, bất cứ cõi nào;
8. Thần lực tự tại vì thị hiện mọi thứ thần biến. 9. Pháp tự tại vì thị hiện vô lượng vô biên pháp môn. 10. Trí tự tại vì trong mỗi niệm đều thị hiện giác ngộ Như Lai thập lực vô sở úy. Song sự giải thích có hơi khác với nhiếp luận, còn hành lục độ cũng được giải rộng như nhiếp luận. Ở đây tức là thần lực tự tại vì phổ thị chư môn, kinh văn, Phật thuyết đó tới Tam Bồ Đề Tâm. Tám rằng đây là đoạn thứ tư kết luận thành tựu ích lợi đương thời